Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về một chuyên mục mới, đó là những tài liệu hài hay joke entry. Về cơ bản thì những tài liệu này chỉ mang tính chất giải trí và không động mấy đến vũ trụ gốc của The Bike Room. Và giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích về thực thể hài số 666, The Chicken Man. Về nguyên liệu thì chúng ta cần ức gà, đùi gà hoặc cánh gà, bột chiên giòn, bột bắp, bột mì, trứng gà và thêm một cái chảo chiên dầu. Và sau đó chúng ta sẽ... đợi tí. Nhầm, không phải gà rán nhé. Lặp lại. Thực thể số 666, The Chicken Man, sở hữu một bộ giáp đáng gờm. Nó được tôi luyện bằng ngọn lửa của mặt trời, sau đó được mô phỏng theo dạng sống cơ bản nhất. Một sinh vật được thuần hóa với hai chân. Chưa hết đâu, nó còn sở hữu kháng thể mà các vị thần đã đánh mất trước kia. Một chiếc vỏ đơn giản, mà hiệu quả. Thế còn về vũ khí của hắn, đơn giản là hắn ta chả cần cái vẹo gì cả. Chỉ cần năng lượng từ sự tồn tại của hắn cũng đủ phá hủy tất cả mọi thứ ngang đường rồi. Hào quang phát ra từ bộ giáp, hòa quyện với bức xạ của hắn cũng đủ tạo lên một đợt tấn công cực kỳ uy lực. Có lẽ chúa sẽ phải lép vế nếu chạm mặt với cơn thịnh nộ kinh khủng này. Còn động cơ của hắn thì sao á? Bí ẩn đấy. Nhiều giả thuyết đã đặt ra về những thứ mà hắn muốn từ thế giới này. Hay nói thẳng ra là những gì mà hắn muốn từ chúng ta. Tại sao hắn lại làm điều này? Tại sao hắn lại muốn chúng ta cảm thấy đau đớn chứ? Có lẽ tốt nhất là đừng nên hiểu làm gì. Vì đôi khi một số thứ tốt nhất là không nên biết. Và chỉ cần nghĩ đến cảnh chạm trán với tên người gà đó cũng đủ dùng mình rồi. Hắn ta bất diệt dưới mọi lưỡi gươm. Một thứ kinh dị được tạo nên từ những ngọn lửa bị nguyền rủa. Một sinh vật kinh hoàng sở hữu khả năng tàn sát cả một cuộc chiến vĩ đại nhất chỉ trong một nốt nhạc. Hay một tên á thần khốn nạn với bộ óc tri thức của hàng ngàn nền văn minh lớn hơn cả chục lần so với cái não gà của hắn. Tên người gà đó lang thang trong The Bike Room, nơi duy nhất được biết tới là có thể giam cầm những con quái vật xứng tầm với hắn. Hiện vẫn chưa rõ tại sao điều này lại xảy ra. Tuy nhiên, hắn ta đã tạo ra một trò chơi bệnh hoạn từ cái thứ đáng xa là nơi mà hắn bị giam cầm mãi mãi. Không một nơi nào có thể an toàn khi bị hắn ta để ý. Cũng không có một pháo đài nào có thể trụ được lại sự tấn công dồn dập của hắn. Nếu có một ai nghĩ rằng việc vào The Bike Room là cực hình, thì họ sẽ nhận ra rằng điều mà mình sắp nói thậm chí còn tệ hơn. Đối với những người đối mặt với hắn thì hy vọng sống của họ sẽ chỉ còn cái nịt. Kể cả họ có cầu xin đến mấy thì cũng chẳng thể ngăn được việc bị hắn xé toạc thành từng giải suy băng. Những gì còn sót lại của nạn nhân chỉ còn là răng và tóc. The Chicken Man sinh ra chỉ để đi săn. Sẽ luôn có một ai đó đặc biệt trong tâm trí hắn suốt hành trình xuyên khắp The Bike Room. Và cái người đặc biệt đó là kẻ may mắn nhất từng lang thang trong cái thế giới này. Chẳng có luật lệ nào có thể ráng buộc được hắn đến với lời tuyên thệ mà hắn theo đuổi. Chẳng có sự tồn tại của ai đó quan trọng với hắn ta. Và cũng chẳng có thế lực nào đủ mạnh để đảo ngược lại quyết định của hắn. Một khi hắn đã quyết định một thứ gì đó, thì đến cả Chúa cũng không ngăn nổi. Thật rùng mình khi nghĩ đến những thứ nằm ngoài lớp mặt nạ kia. Vài người cho rằng hắn chính là hiện thân của bóng tối. Từ mơ hỗn độn của tất cả những điều xấu xa, dồn dập lên gấp 3 lần rồi dung hòa vào với nhau, cuối cùng là tạo ra con quái vật này. Có người lại nghĩ rằng hắn ta là hiện thân của chính nghĩa, và đơn giản hắn chỉ là một sứ giả của thiên đàng, được phái xuống đây để thanh trừng cho thế giới này, chuẩn bị cho chốn cực lạc đang cận kề. Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng hắn ta được sinh ra từ kẻ ác để hãm hại loài người, tức là điều này không thể khớp với những giả thuyết được đặt ra từ trước về sự tồn tại của con quái vật này. The Chicken Man chưa bao giờ bị phát hiện, sinh ra từ hư vô dọc theo phần còn lại của thế giới, được những người cổ đại ưu ái ban cho quyền năng, rồi tất cả sẽ biến thành địa ngục riêng của hắn khi hắn đạt đến cảnh giới. Những con người thông thái đều biết rằng nơi ngục tù đó sẽ không thể giam cầm hắn mãi mãi. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên. Nếu hắn ta ở gần, hãy cầu nguyện cho việc bị xé toạc nhanh chóng và không đau đớn. Bạn sẽ chẳng thể làm gì để ngăn điều này xảy ra đâu. Hãy để cho bản thân thật thanh thản. Chấp nhận số phận sẽ khiến cho việc này trở nên dễ dàng hơn. Bạn không nên chống trả. Điều đó chẳng hề thể hiện sự dũng cảm hay anh hùng gì đâu. Kể cả bạn có dám đả thương The Chicken Man thì cũng thảm hại và vô ích rồi. Nếu hắn ta chưa tìm thấy bạn, vậy thì hãy trốn khỏi hắn lâu nhất có thể nhé. À mà trước khi hết video thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ giống mình là cái con gà này mà nó đến Việt Nam ấy. Thì nó sẽ thành thế này này. Không, không phải như thế. Như thế thì hạ thấp danh dự của người gà quá. Nó phải như thế này này. Người gà là con gà lực lưỡng nhất trong những cuộc thi, những cuộc chọi nhau.
những con gà lực lưỡng nhất sẽ được đưa lên sân đấu với hàng chục ánh mắt dõi theo. Chúng sẽ tạo nên một trong những trận chiến nảy lửa nhất, với hai bên cấu xé lẫn nhau cùng với cả đống cọng lông bay vào mặt khán giả. Cuối cùng, người gà khỏe nhất sống sót đến cuối cùng và sẽ được tôn làm winner, là người đứng trên đỉnh của xã hội loài gà. Rồi, quá là tuyệt vời. Cho đến khi tên người gà ấy vào nồi thịt kho gà lá chanh,